Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel của mình nha. Là mình đây, một tờ quà HT Vlog đây. Thì khi các bạn đến mua xe Exciter 105 bên mình, có dịch vụ là độ tem luôn nha, bao tai nạn luôn hả? Anh chắc chữ cho thúi đầu luôn. Ok, vui thôi nha anh em, vui thôi nha. Thì chiếc xe này không biết vì lý do gì bây giờ nó trần trụi luôn rồi, không có một miếng tem nào hết. Thì hiện tại bên mình đang độ tem cho em nó. Đây, được thực hiện bởi tổ trưởng tổ kỹ thuật. No. Nhiều fan hâm mộ các bạn ơi, lâu nhà thấy mình cũng mày đặt xin chữ ký rồi mà thôi. Sao quen rồi, đi quen rồi. Dạ. Ồ, là chiếc xe này bị tai nạn hả? À, đây. Còn hết xuống luôn. Đây các bạn ơi, bên mình thì nhận độ xe bị tai nạn luôn nha. Đó, các bạn có thể thấy chiếc xe này theo như các anh em kỹ thuật nói thì bị tai nạn, không biết bị tai nạn gì, nhìn gái hay là đâm vô chó đây không biết nữa. Mà không biết sao bởi bựng lum lé trơn nè. Ôi gãy mâm luôn. Kinh hồn trời. Nhờ vậy mà mình sẽ giới thiệu các bạn đây, đây là cấu trúc của chiếc bánh xe Exciter 155. Ghê quá. Chất lừ luôn. Bởi bánh chành hết trơn rồi. Quay xong rồi là sau khi mà tan nát xong rồi thì lại hàng lại lắp giá lại trơn rồi là vậy. Hình như bị bể mất một bên á. Bên này hình như là bên phải chúng ta. Bên phải. Sau khi tan nát thì hậu quả cuối cùng của em nó đó lại là trắng mới như ngọc trinh. Ủa. Ủa dạ. Các bạn thấy nhân viên mấy anh kỹ thuật đấy rất là dễ thương nha. Vậy là lý do tại sao rất là nhiều anh em đến đây ủng hộ mình. Ngoài việc có một thằng bán hàng là vì một bạn nhân viên ngân hàng rất là dễ thương thì còn mấy anh kỹ thuật rất là tuyệt vời. Bên mình thì các bạn mua xe này nè, ngoài chế độ bảo hành 3 năm hoặc 3.000 km nào đến trước áp dụng trước, thì nếu mà gặp trường hợp xấu ha, mình đi xe mà có bị tai nạn bể bựng hay là gãy cổ gãy kiết gì, bên mình nhận phục hồi hết luôn nha. Đó, xe này thì bị bể hình như là bên này là bên nào đây ta? À đúng rồi, này bên trái nè. Đó. Sau khi thay đồ. Bạn nào muốn biết giá thì comment cho mình ở dưới nha, mình sẽ báo giá bộ vàng Exciter 105 cho các bạn luôn. Trời tới bến luôn, xe nào cũng có luôn. Báo giá xe tai nạn luôn. Báo giá xe tai nạn luôn. Ok. Ví dụ các bạn xe các bạn bị tai nạn muốn khắc phục, sửa chữa, thay thế phụ tùng gì, cứ comment cho mình ở dưới nha, mình sẽ qua đây hỏi mấy anh kỹ thuật, mình báo giá cho các bạn luôn. Ủa anh, con xe em bữa đâu rồi? Đây. Lên thiên đàng các bạn ơi. Bên mình đang nhận phục hồi xe luôn nha. Đây, thì đây là một chiếc Vario. Sau khi không biết là lên thiên đàng cỡ nào, gặp tới ai rồi mà giờ vậy luôn nè. Thì bên mình có báo giá là khoảng 30 triệu nha. Thì chưa thấy chủ nhân trả lời nên bây giờ xe vẫn còn nằm ở đây. Không biết anh có đi thôi mà khúc này cắt nha, Đây là con Vario. Thì bị tai nạn các bạn, gãy phuộc, gãy cong cổ chẳng ba tùm lum hết, bánh xe gãy luôn nè, ghê không? Thay sườn luôn, đặt sườn bên Indo về luôn rồi, các bạn thấy cái cổ cong về phía trước luôn nè, rất là kinh hồn. Bên mình thì nhận bao khắc phục xe luôn nha. Xe tai nạn gì gái hay tai nạn gì chó hay tai nạn gì bất kể tai nạn luôn, khắc phục hết. Đây con xe sau khi thay, ủa con này bữa thay cái bộ này nhiêu anh? Bao nhiêu tiền? Cái bộ sườn mà game nó làm rồi. Thôi nó chạy đâu rồi? Tem nè các bạn. Ngon lành cành đào.
Giá xe hiện tại cũng đang giảm rất là nhiều luôn nha anh em. 40 mấy triệu là các bạn có thể sở hữu một chiếc xe Exciter 155 phiên bản chìa khóa nha. Con này hình như là còn 46 mấy, 464 này vậy. Rồi, thì thay bựng, dán tem. Mới như xe mới luôn á. Rất là tuyệt vời. Hôm nay mình quay clip này chủ yếu là giới thiệu các bạn thì bên Yamaha Sao Minh Long quận 12 mình, địa chỉ 117A đường Lê Văn Khương, Phụng Thành quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, chuyên nhận phục hồi, sửa chữa, thay thế, dán mới tất cả các loại xe Yamaha do tai nạn hay là một cái vấn đề gì đó các bạn bị sự cố. Nói chung là không muốn xảy ra. Như vậy, đó, như vậy nè. Thì hãy đến đây nha. Rất tuyệt vời. Lên cho em nó dàn áo mới các bạn. Sự cố thì không ai muốn trong đời đúng không các bạn. Nói chung là không biết trước được điều gì. Thì các bạn khi mà xảy ra rồi thì mình thắc mắc là không biết mình sẽ phải thay thế ở đâu, thay thế đồ chính hãng, thay thế ở đâu an toàn, giá tốt, thì hãy đến với Yamaha Sao Minh Long quận 12 các bạn ơi. Không có mấy kia hả? Không có chữ GC luôn hả? Ủa, bộ này hết nhiêu anh? Với xe này bị thay bộ này hết nhiêu? 8 triệu mấy. 8 triệu mấy là cái sườn này thôi hả? Dạ không đó, thì bể hư rồi, mong biết là thay hết này 8 triệu mấy hả? Đúng rồi. Có cổ không? Có. À, nó đây luôn hả? À, cái phụ này của nó đúng không? À ơi, 8 triệu. Nhiều khi dân chơi thì không có sợ mưa rơi, nhưng mà mưa rơi làm ướt áo dân chơi đúng không anh trai? Thôi thì mình chơi đi, ướt thì mình thay áo mới đúng không các bạn? 8 triệu cho bể mâm chặng 3 bộ dạng mũ. 8 triệu các bạn sẽ có một chiếc xe mới. Đó, phục hồi rất là đẹp luôn. Nhân viên dán là tận tâm luôn. Phải cửa hàng trưởng dán mới chịu, quên. Kỹ thuật trưởng dán mới chịu nha. Anh em đây rất là dễ thương các bạn. Hãy đến với Yamaha Sao Minh Long quận 12 nha. Chị 117A đường Lê Văn Khương, Phật Thành quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Nói chưa nào có vợ chưa hả? Chưa có vợ hả anh? Dạ không, trên đây clip em coi toàn anh trai không à. Chưa có ai có vợ hết. Trên đây anh trai không à, không có gái mà vậy, không có giới thiệu được. Em gái gì đó, em gái chị gái gì đó. Ok, khi các bạn đến đây mua xe hoặc là sửa xe xong thì có em gái chị gái thì nhớ cho mấy anh kỹ thuật ở đây nha. Mấy anh đang rất là cô đơn. Đấy, mấy bài luôn à. Ok, các bạn có clip của mình nha. Yamaha Sao Minh Long quận 12 thì có rất là tất cả các dòng xe phân phối chính hãng, tất cả các dòng xe trong nước của Yamaha như là Figo, Latte, Cirrus, Rende, Exciter 155, Exciter 150, DVX. Bên cạnh đó thì có các dòng xe nhập khẩu như là MT03, R3, R15, MT15. Cảm ơn các bạn ha. Thì mình vừa giới thiệu với các bạn một nội dung cũng rất là thú vị. Phục hồi xe sau tai nạn. Cảm ơn các bạn, nhớ đừng quên like, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn sẽ có một ngày tốt lành.